Chúng ta qua đoạn số 3 câu số 1. Tôi không thường ăn sáng. Mình có usually là thì hiện tại đơn. Không thường ăn thì với chủ ngữ I thì mình sẽ dùng là don't. Đáp án của mình là câu A. Câu số 2. Tôi chỉ có một tách cà phê. Một tách cà phê là a cup of coffee. Đáp án của mình là câu B. Câu số 3. Tôi không ăn bất cứ thứ gì cho đến 11 giờ trưa. Bất cứ thứ gì là anything. Đáp án của mình là câu C. Câu số 4. Sau đó tôi ăn bánh quy và uống một ly sữa. Một ly sữa là a glass of milk. Câu số 5. Tôi là một người ăn chay, vì vậy tôi không có ăn thịt hay là ăn cá. Thịt là meat. Câu số 6. Tôi uống một ly nước hoặc là một ly nước ép cho bữa ăn của tôi, thì nước ép là fruit juice, cho nên đáp án của mình là câu C. Chúng ta dịch lại bài này. Tôi không thường ăn sáng. Tôi chỉ có một ly cà phê. Tôi không ăn bất cứ thứ gì cho đến 11 giờ trưa. Sau đó tôi ăn bánh quy và uống một ly sữa. Vào buổi trưa tôi thường ăn salad. Đó là khoảng 2 giờ. Tôi ăn tối vào lúc 6 giờ rưỡi chiều. Tôi là một người ăn chay, vì vậy tôi không ăn thịt hay cá. Tôi ăn phô mai và trứng và những thứ tương tự vậy. Tôi uống một ly nước hoặc là một ly nước ép với bữa ăn của tôi.